Dự lễ khởi công hai dự án trọng điểm nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài và tuyến đường bên nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình được tổ chức tại nút giao quốc lộ 39 với đường trục phía Nam quốc lộ 5, khu đô thị Thăng Long, huyện Yên Mỹ. Thủ tướng Chính phủ biểu dương Hưng Yên đã huy động 2/3 kinh phí cho hai dự án này. Trung ương chỉ hỗ trợ 1/3. Đây là quyết tâm cao của tỉnh Hưng Yên. Cùng dự lễ khởi công có các thành viên trong đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ. Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, đây là hai dự án được tỉnh chọn là công trình chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Trong đó, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài có tổng chiều dài là 33,5 km. Có tổng mức đầu tư gần 2.900 tỷ đồng, dự án xây dựng đường bên nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình dài trên 20 km, có tổng mức đầu tư trên 1.400 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hai dự án này là từ năm 2021 đến năm 2025. Để đón đầu phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư các tuyến đường cũng như sử dụng hiệu quả quỹ đất xung quanh khu vực của dự án, tỉnh Hưng Yên đã đang quy hoạch kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng khu cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, dịch vụ để tiếp tục phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo bứt phá cho sự phát triển của tỉnh, sớm đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển nhanh, bền vững như mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 19. Nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để tỉnh Hưng Yên tiếp tục được triển khai dự án giao thông trọng điểm tiếp theo giai đoạn 22-25. Tỉnh Hưng Yên xin hứa với đồng chí Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan trung ương sẽ tổ chức triển khai hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng và phát huy tốt của hiệu quả đầu tư. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực của tỉnh Hưng Yên trong việc triển khai thực hiện nghị quyết 19 của Đảng bộ tỉnh và triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, tích cực thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về hạ tầng. Các đồng chí xác định đúng cái trọng tâm trọng điểm để đầu tư. Cái thứ hai là các đồng chí thể hiện cái nghiêm túc thực hiện cái triển khai cái nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Và cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 19 của các đồng chí. Đây là một việc làm hết sức nghiêm túc theo cái đường lối của Đảng. Và cái thứ hai, cái rất quan trọng là nó rất đúng, rất trúng, rất trọng tâm với lại phát triển Hưng Yên thành một cái tỉnh công nghiệp hiện đại như là đồng chí Tổng Bí thư mới phát biểu cách đây mấy hôm. Tôi hoan nghênh cái việc này. Hoan nghênh cái việc thứ hai là tổng cái km đường chiều dài của hai cái đoạn này là khoảng hơn 50 km với tổng đầu tư dự kiến là khoảng 4.400 tỷ. Thì các đồng chí đã lại huy động cái nguồn địa phương là 2/3. Còn cái nguồn trung ương hỗ trợ là 1/3. Các đồng chí mạnh dạn, các đồng chí làm cái này. Và phải dành cái nguồn lực của địa phương, các đồng chí tập trung làm cái này. Thì tôi thấy đấy là cái quyết tâm cao. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh việc hai dự án giao thông trọng điểm này đi vào khai thác sẽ tạo ba trục kết nối giữa Hưng Yên với Hà Nội, Hưng Yên với tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và tuyến cao tốc Hà Nội-Ninh Bình. Qua đó tạo nên bước đột phá mạnh mẽ, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh và liên vùng theo hướng hiện đại, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn tới. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hưng Yên, các nhà thầu cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm đối với dự án, làm đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, tuyên truyền để nhân dân hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của dự án, đồng thời quan tâm chăm lo đến đời sống của nhân dân có đất nằm trong diện giải phóng mặt bằng dự án, tất cả vì lợi ích phục vụ nhân dân.
đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hai dự án trên khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông vận tải thiết yếu của tỉnh Hưng Yên nói riêng, của khu vực nói chung và thu hút đầu tư trên địa bàn, kết nối trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên, vùng thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các vùng lân cận. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nghi thức phát lệnh khởi công hai dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài và tuyến đường bên nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu Rẽ Ninh Bình.